bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hàn, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và ngày hôm nay sẽ có những thông tin thú vị nào đây, chúng ta cùng tìm hiểu sau đây. Rosé thường gắn hình ảnh của mình với phong cách ngọt ngào, nữ tính và thanh lịch. Từ khi debut đến nay, cô nàng nhiều lần thể hiện tình yêu với màu hồng, đến nỗi các Blink đều đồng tình rằng với Rosé thì không phải Black mà Pink mới là chân ái. Thứ nhất, Rosé thừa nhận mình thích màu hồng. Rosé chắc chắn là một tín đồ của màu hồng. Trong tập đầu tiên của chương trình thực tế Blackpink House, nữ thần tượng đã giới thiệu với khán giả phòng riêng trang trí rất nữ tính. Cô nàng còn vui vẻ đưa chiếc lược trước máy quay và khẳng định màu hồng baby là đẹp nhất. Thứ hai, Rosé debut với MV nhiều màu hồng. Trong MV Whisper, người hâm mộ dễ dàng tìm kiếm hình ảnh của Rosé trong các phân cảnh ngập tràn bầu không khí hưng phấn. Cô nàng mặc áo hồng, tô son hồng, thậm chí cả phông nền phía sau cũng đồng điệu sắc màu. Thứ ba, comeback với EXIT cũng toàn màu hồng. Rosé tiếp tục thể hiện tình yêu với màu hồng của mình trong bản hit EXIT. Nữ thần tượng diện outfit với nhiều sắc độ hồng khác nhau, từ trong MV cho đến khi quảng bá trên sân khấu. Người hâm mộ suýt xoa không ngớt vì visual nữ tính của cô rất hợp với gam màu này. Thứ tư, trang phục đời thường ngập sắc hồng. Không chỉ mang sắc hồng lên sân khấu hay các MV, Rosé còn chuộng gam màu này trong các trang phục đời thường. Rất nhiều lần người hâm mộ bắt gặp cô nàng diện váy áo với màu hồng điệu đà. Thứ năm, mái tóc hồng từng gây sốt của Rosé. Có thể thấy Rosé là thành viên nhuộm tóc nhiều nhất trong Blackpink. Bên cạnh màu vàng thì màu hồng cũng gắn liền với hình ảnh của cô nàng, tạo hình vốn kén người nhưng lại phù hợp với Rosé lạ kỳ. Mái tóc hồng giúp nữ thần tượng tôn lên được làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú và visual tiên tử. Thứ sáu, tạo hình trong các tour diễn cũng đầy màu hồng. Có lẽ hiểu được sở thích nên stylist thường xuyên cho Rosé diện trang phục hưng phấn. Trong các buổi world tour của nhóm, người hâm mộ không thể rời mắt khỏi bông hồng nước Úc vì các outfit sáng màu lộng lẫy. Thứ bảy, sự kết hợp hoàn hảo của hồng và đỏ. Rosé trở nên nổi bật hơn bao giờ hết khi cùng xuất hiện với hai gam màu nóng. Trong giai đoạn quảng bá Du 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 Du, cô nàng đã để tóc đỏ và diện các trang phục màu hồng tôn vẻ đẹp ngoại hình cực đỉnh. Thứ tám, những bộ pyjama đáng yêu. Nỗi ám ảnh với màu hồng của Rosé còn thể hiện ở những bộ đồ ngủ. Người hâm mộ nhiều lần nhìn thấy nữ thần tượng xuất hiện với pyjama hưng phấn. Cô nàng trông thật xinh xắn và đáng yêu với kiểu trang phục này. Thứ 9, đôi xếp bông màu hồng siêu cưng. Trong chương trình thực tế Blackpink House, các cô gái đã thể hiện khía cạnh chân thực trong cuộc sống đời thường. Cô thời trang sang chảnh của Rosé với đôi dép hình chú thỏ màu hồng trị giá khoảng 900.000 đồng khiến nhiều người phải choáng. Thứ 10, chiếc micro màu hồng. Giống như nhiều nhóm nhạc khác thì Blackpink cũng có những chiếc micro mang thương hiệu của riêng mình và không mấy bất ngờ khi Rosé cùng các thành viên đã lựa chọn màu hồng. 11. Rosé đem màu hồng vào cả sản phẩm debut solo. Nối tiếp Jennie thì Rosé là thành viên tiếp theo của Blackpink ra mắt solo. Bên cạnh âm nhạc và những thành tích ấn tượng thì trang phục mà cô nàng lựa chọn cũng gây chú ý không kém. Tất nhiên không thể thiếu màu hồng. Màu hồng thật sự rất phù hợp với Rosé, không để bản thân đóng khuôn với một phong cách. Cùng diện một gam màu nhưng nữ thần tượng có cách sáng tạo độc đáo, mang đến hơi thở mới mẻ. Và điều này truyền đi cảm hứng cho rất nhiều các tín đồ thời trang khác nhau. Chúng mình là Top Sao Hàn và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!